Trái bom thứ hai phát nổ tại miền Nam Thái Lan ngay sau khi cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu, tin từ Narathiwat. Một trái bom thứ hai đã phát nổ tại tỉnh Narathiwat của Thái Lan vào ngày hôm nay, một ngày sau khi chính phủ Thái Lan và một nhóm phiến quân Hồi giáo đồng ý bắt đầu đàm phán nhằm để chấm dứt cuộc xung đột đã cướp đi hơn 5.000 mạng sống kể từ năm 2004. Hiện chưa có báo cáo thương vong nào. Cảnh sát Thái Lan cho biết là một trái bom tự chế nặng 50kg giấu trong một chiếc xe tải đã phát nổ bên ngoài của trạm cảnh sát Narathiwat. Nhà chức trách nói rằng quả bom được điều khiển bằng điện thoại di động và một đồng hồ báo thức nhưng chỉ nổ một phần. Hiện chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Trước đó trong ngày thì một chiếc xe gắn máy bom đã phát nổ làm 6 người bị thương. Hôm qua, theo thỏa thuận của Mã Lai giúp đỡ, chính phủ Thái Lan đồng ý để đàm phán hòa bình với nhóm mặt trận cách mạng quốc gia Barisan, một trong những nhóm Hồi giáo đang đấu tranh đòi quyền tự trị ở miền Nam. Sau cuộc họp với Thủ tướng Thái Lan Chinlak Sinawatra, Thủ tướng Mã Lai Najib Razak cho biết là cuộc đàm phán ban đầu giữa Thái Lan và mặt trận cách mạng quốc gia Barisan sẽ diễn ra trong 2 tuần nữa.